Thanh Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Trung Quốc sửng sốt khi Nga tuyên bố thử nghiệm siêu tàu ngầm có khả năng hủy diệt trong 24 phút. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân thương của kênh Trung Quốc hôm nay. Các bạn thân mến, tàu ngầm chiến lược được cho là một trong những vũ khí có khả năng răn đe uy lực nhất trong cuộc chiến tranh lạnh giữa các cường quốc. Chính vì vậy mà hai cường quốc Nga và Mỹ đã biên chế nhiều tàu ngầm chiến lược được trang bị vũ khí hạt nhân có khả năng mang đủ lượng đầu đạn để hủy diệt cả thế giới. Và mới đây nhất thì Nga đã tuyên bố thử nghiệm tàu ngầm mới hiện đại bậc nhất có khả năng phá hủy, hay nói một cách mạnh dạn hơn là hủy diệt thế giới chỉ trong vòng 30 phút, cả thế giới rộng lớn như vậy mà chỉ mất nửa giờ để phá hủy. Nghe có vẻ hơi viễn tưởng phải không ạ? Thế nhưng đó là sự thật, không thể chối cãi. Chúng ta hãy cùng đi sâu hơn để tìm hiểu về loại tàu ngầm này và những vũ khí của chúng nhé, để xem chúng có gì mà lại nguy hiểm đến như vậy. Vừa qua, báo chí của hạm đội phương Bắc thuộc Hải quân Nga công bố các tàu và tàu hỗ trợ của căn cứ Hải quân ở Biển Trắng thuộc hạm đội phương Bắc đã bắt đầu một giai đoạn thử nghiệm khác trên biển đối với tàu ngầm hạt nhân đa năng Kasan mới nhất thuộc lớp Essen nâng cấp. Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm sẽ thử nghiệm các hệ thống và cơ chế ở vị trí dưới nước. Theo thông báo, thì các cuộc thử nghiệm của tàu Kasan có sự tham gia của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân hạng nặng TK-208 Dmitry Donskoy cùng với các tàu khác. Khi quá trình thử nghiệm được hoàn tất, tất cả các tàu sẽ trở về căn cứ thường trực. Tàu ngầm Kazan là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên được phóng dự án 885M, nâng cấp lớp Essen, được hạ thủy vào ngày 24 tháng 7 năm 2009 và hoàn thành vào năm 2017. Theo dự kiến, tàu này sẽ gia nhập Hải quân Nga vào cuối năm 2020, phục vụ trong hạm đội phương Bắc. Vũ khí chính của tàu ngầm này được đóng theo dự án đóng tàu 885-885M là tên lửa hành trình Kalis hoặc là tên lửa Onyx. Tàu ngầm lớp 885M Yesen là thế hệ tàu ngầm mới được chế tạo sau thời Liên Xô với nhiều cải tiến đáng giá. Chuyên gia quân sự nhận định rằng Yesen tuy không phải tàu ngầm hạt nhân chiến lược truyền thống, thế nhưng tổ hợp tên lửa hành trình Kalis mang 40 quả đạn 3E-14K đạt tầm bắn trên 2.500 km của nó có đủ, thậm chí thừa khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ. Các tàu ngầm thuộc lớp Yesen và bản nâng cấp toàn diện Yesen-M có lượng giãn nước là 13.800 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu là 520 m, tốc độ khi lặn là 57 km. Thủy thủ đoàn gồm có 64 người và có thể liên tục hoạt động trong 100 ngày. Cùng với đó, đây được cho là một loại tàu ngầm nhanh và cực kỳ yên tĩnh, lại được trang bị nhiều cảm biến thủy âm cực kỳ nhạy. Giới quan sát nhận định rằng tàu ngầm lớp Yesen có thể tiếp cận được khu vực 2.000 km kể từ biên giới phía đông của Mỹ và có khả năng tấn công vào khu vực Ngũ Đại Hồ giữa Mỹ và Canada. Thậm chí là Netizen Interest còn lo ngại rằng các tàu ngầm này có thể không phát ra âm thanh nào và lẳng lặng tiến vào khu vực cách đường bờ biển Mỹ chỉ 1.000 km hoặc thậm chí ngắn hơn, khi đó nó có thể tiếp cận, đồng thời đe dọa đến thành phố Chicago và thành phố sâu trong lãnh thổ của Mỹ. Ngoài các chuyên gia của Nga, dưới phân tích phương Tây thì nhiều sĩ quan cao cấp của Mỹ cũng cho rằng tàu ngầm lớp Yesen và Yesen-M là đối thủ đáng gờm nhất của Hải quân Mỹ. Cựu sĩ quan tại Bộ Tư lệnh các hệ thống hải quân của Mỹ cho biết ông rất ấn tượng với tàu ngầm này của Nga, đến mức ông đã cho dựng mô hình tàu ngay bên văn phòng của mình. Hiện tại mới chỉ có một chiếc tàu ngầm lớp Yesen được trang bị cho Hải quân của Nga và một chiếc khác đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển. Thế nhưng theo nhận định của một bài viết mới đây trên tạp chí này, thì hiện nay có đến 5 chiếc tàu ngầm có khả năng hủy diệt thế giới. Ngoài tàu ngầm thuộc dự án 88M Yesen-M, Nga vẫn ở vị trí áp đảo với việc sở hữu 2 chiếc nữa. Vậy tức là Nga chiếm 3 trong số 5 tàu và 2 tàu còn lại thuộc về Mỹ. 4 chiếc tàu ngầm có tên trong bảng xếp hạng này như thế nào? Có gì đặc biệt thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua nhé! Cái tên đầu tiên phải kể đến là tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ được bắt đầu chế tạo từ cuối những năm 1970 để thứ nhất là răn đe Nga, thứ hai là để thay thế hạm đội tàu ngầm đã bị lỗi thời từ thập niên trước đó của Mỹ.
Trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1997, có tổng cộng 18 trong 24 tàu được đóng với giá trị mỗi chiếc tương đương khoảng 3 tỷ đô. Hiện nay tàu ngầm Ohio có lượng giãn nước là 18.750 ngàn tấn khí lặn, cùng với đó là chiều dài 175m. Lớp Ohio trở thành mẫu tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Mỹ. Mỗi tàu có khả năng mang theo 24 tên lửa đạn đạo UGM-133, Trident 2D5, với tầm bắn là 11.300 km. Mỗi tên lửa có sức công phá gấp 12 lần đầu đạn nhiệt hạch V-88, với tổng sức nổ tương đương khoảng 5,7 triệu tấn thuốc nổ kiloton. Độ chuẩn xác cao giúp cho tên lửa Trident 2D5 có thể tấn công mục tiêu với độ sai số mục tiêu không quá 90m. Vì vậy mà tàu ngầm Ohio phù hợp để sử dụng thực hiện đòn tấn công mở đầu. Tạp chí Netizen Interest nhận định, chiến tranh lạnh khép lại, Mỹ hoán cải 4 tàu ngầm lớp Ohio, dỡ bỏ tên lửa đạn đạo Trident và trang bị thay thế bằng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk. Mỗi chiếc tàu ngầm này hoán cải mang được tới 154 quả Tomahawk trong 22 ống phóng, con số này nhiều hơn cả một biên đội tàu mặt nước. Tất cả số tên lửa này có thể phóng theo loạt từ dưới nước trong vòng 6 phút. Hai ống phóng không chứa lên tên lửa được chuyển đổi thành cửa mở đặc biệt, cho phép triển khai được hơn 60 lính đặc nhiệm hải quân. Ngoài ra, chúng còn được dùng để phóng tàu lặn không người lái, tàu chở đặc nhiệm, pháo định vị thủy âm và nhiều loại cảm biến dưới nước khác. Hiện nay, theo báo cáo đánh giá chung tình trạng hạt nhân được Lầu Năm Góc công bố, thì nước này đang duy trì hạm đội gồm có 14 chiếc tàu ngầm lớp Ohio. Với mỗi giai đoạn sẽ có 2 chiếc được điều chuyển vào để bảo dưỡng định kỳ, trong đó thì có 9 tàu hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương và 5 tàu còn lại ở Đại Tây Dương. Lớp Ohio sở hữu rất nhiều tính năng uy lực, tuy nhiên thì chúng đang dần trở nên lỗi thời. Những chiếc đầu tiên cũng đã sắp hết niên hạn hoạt động, điều đó buộc Hải quân Mỹ phát triển loại siêu tàu ngầm mới thay thế, đó là siêu tàu ngầm lớp Columbia. Cái tên tiếp theo là tàu ngầm lớp Columbia của Mỹ, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia có lượng giãn nước là 20.800 tấn, được thiết kế với tính năng tàng hình và nhiều công nghệ mới hiện đại của thế kỷ 21. Thế nhưng so với lớp Ohio, lớp Columbia này chỉ mang được 16 quả tên lửa, cho Trident 2D5 ít hơn 8 quả. Hầu hết thì không gian trong tàu để lắp đặt động cơ hạt nhân và mô tô nam châm vĩnh cửu. Đây chính là các bộ phận quyết định mạng sống của một con tàu. Động cơ này được đánh giá là vô cùng yên tĩnh. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ đóng mới 12 tàu ngầm lớp mới lớp Columbia với tổng chi phí gần 350 tỷ đô la Mỹ. Chiếc đầu tiên được khởi động đóng vào năm, tức là 2021, chính thức tham gia vào biên chế hải quân của Mỹ vào năm 2031 và hoạt động tối thiểu trong 42 năm. Tuy nhiên, thì Văn phòng Kiểm tra Chính phủ của Mỹ hồi cuối năm 2017 đã từng cảnh báo rằng dự án này rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của siêu tiêm kích F-35 và tàu sân bay lớp Ford do ứng dụng quá nhiều những công nghệ mới và chưa được kiểm chứng, khiến cho thời gian phát triển và chi phí chế tạo vượt xa hơn nhiều so với dự kiến. Đó là những sản phẩm tàu ngầm của Mỹ. Nga cũng không hề kém cạnh khi liên tục ra mắt các mẫu tàu ngầm mới, đồng thời nâng cấp những chiếc ra đời từ thời Liên Xô để đảm bảo đủ khả năng và năng lực răn đe đối thủ. Tàu ngầm dự án 955 Borei của Nga thì sao ạ? Tàu ngầm hạt nhân thuộc đề án 955 lớp Borei được Nga phát triển từ giữa thập niên 1980. Viện thiết kế Rubin đã nghiên cứu phát triển và bàn giao cho quân đội Nga chiếc đầu tiên từ năm 2013. Tàu dài 170m, rộng 13,5m với lượng giãn nước là 24.000 tấn. Tốc độ tối đa khi lặn lên đến 56 km/h, cùng tầm hoạt động không giới hạn. Được biết, đây là loại tàu ngầm lớn thứ hai trên thế giới. Tàu có thể mang theo 16 tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava với tầm bắn trên 9.000 km. Mỗi tên lửa Bulava mang theo 10 đầu đạn hạt nhân, sức mạnh tương đương với 1,5 triệu tấn thuốc nổ. Các đầu đạn này được thiết kế nhằm tấn công mục tiêu với độ lệch không quá 300m. Với kích thước nhỏ gọn, tốc độ bay và khả năng cơ động cao, tên lửa này có khả năng vượt qua được nhiều lá chắn tên lửa đạn đạo tối tân hiện nay. Tàu ngầm lớp Borei này được trang bị động cơ tua bin khí và hệ thống đẩy chân vịt tối tân, giúp nó có thể đạt vận tốc cao nhưng vẫn rất yên tĩnh khi hoạt động dưới nước. Hiện thì Hải quân Nga đang vận hành 3 chiếc tàu ngầm lớp này. Bên cạnh đó, thì năm 2012, Nga đã bắt đầu đóng biến thể 995A Borei A
với nhiều cải tiến đáng kể về hệ thống thông tin liên lạc, độ ồn, đồng thời tăng diện tích khoang sinh hoạt cho thủy thủ đoàn. Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ biên chế ít nhất là 8 tàu ngầm lớp Borei, bao gồm có 3 chiếc nguyên bản và 5 tàu Borei A. Cuối cùng là loại tàu ngầm được coi là xương sống của hạm đội tàu ngầm chiến lược Nga, đó là tàu ngầm chiến lược 667 BDRM Desta, được chế tạo trong giai đoạn năm 1981 đến năm 1992. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thuộc dự án 667 BDRM có lượng giãn nước khoảng 18.200 tấn và được trang bị vũ khí khi chính là 16 tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng là 029 RMI Sivana. Mỗi tên lửa có thể mang từ 4 đến 8 đầu đạn hạt nhân với sức nổ tương đương 2 triệu tấn. Tên lửa này đạt tầm bắn là 8.300 km khi tải tối đa hoặc là 11.550 km nếu như giảm đầu đạn. Với mỗi tàu ngầm này có thể lặn sâu tới 400 m, bắn mục tiêu từ độ sâu là 55 m dưới mực nước biển. Điều này cho phép tàu ẩn mình và tung đòn tấn công đối phương bất ngờ. Vượt trội hơn hẳn thì tàu ngầm Desta còn có khả năng phóng tên lửa từ bất kỳ hướng nào mà không cần tạm ngưng hành trình khi bắn. Hiện thì có 7 tàu ngầm lớp Delta 4 được phục vụ trong biên chế hạm đội phương Bắc và là xương sống trong lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Nga. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của kênh Tin Mới 24 giờ.